các bạn. Rất vui nay Hoàng Gia Trầm Hojita thì tôi có điều kiện ở lại Ninh Bình. Hôm nay là chiều ngày 20, ngày nắng quá. Này mới đầu giờ, khoảng 2 giờ. Chúng tôi tranh thủ sang quay cho các bạn lúc anh em của chưa đến. Vắng quay đâu dễ, bố tôi hơi nắng tí thôi. Đây thì tôi đang làm dở cái series mà về quay một loạt các cái hàng cây ở triển lãm. Thì tôi tiếp tục tôi quay. Hàng này là hàng thứ tư này. Đây là cây ngũ phúc của nhà vườn bonsai Tuấn Phương. Ở đây khu này bonsai Tuấn Phương có hai cây. Cây ngũ phúc, cây xanh cuôi với lại cây xuân thu. Đây cây xuân thu này. Ở cái hàng trước tôi quay, số thứ 3 đấy. Cây rất già đúng không? Tác phẩm ngũ phúc. Chất lá. Tầm này đã có anh em đi xem. Anh em nhiệt tình nhá. Nắng thế. Rồi, rồi chào bác. Rồi. Đấy, các bạn thấy anh em yêu cây. Giữ chưa nắng. Vẫn xem bình thường. Tiếp tục 5 cái hàng cây đầu tiên của nhà vườn Thông Mơ. Đấy. Đây là một cây trực liên chi. Các cái dáng thế cây của cây nghệ thuật tôi đang làm dở. Cái này là dáng trường liên chi các bạn, thế trường liên chi các bạn xem rồi đúng không? Đây là tác phẩm của Mộc Trường Sinh. Tôi thấy cái series mà về dáng thế cây của cái cảnh nghệ thuật ấy, ít người xem. Chứng tỏ là khi đi sâu ở các vấn đề kỹ thuật thẩm mỹ là các bạn bắt đầu thấy đau đầu. Đây là tác phẩm Vạn Niên Kỳ Tụ của nhà vườn Thơm Mơ. Thực ra nha, các bạn muốn chinh phục được cái tác phẩm đẹp, các bạn phải biết những cái cơ bản nhất. Thế mà cái dáng thế cây của cái ảnh nghệ thuật ngày xưa các cụ quyết định nhào mà các bạn còn không quan tâm thì làm sao mà các bạn làm được, đúng không? Thế còn tôi tùy các bạn thôi. Đấy là lý do tại sao ấy mà ngoài miền Bắc này, số lượng nhà vườn cực kỳ nhiều, số lượng người buôn cây cực kỳ nhiều, người chơi thì chắc cũng không được nhiều đâu. Đây, tác phẩm là Tích Thụ Kim Hoa. Thế nhưng mà người mà làm cây chuẩn được bao nhiêu đâu. Nhìn cái nội dung mà nổ cây này, các nội dung về nổ cây này, các nội dung về buôn bán này, trong các nội dung một số các nội dung giật tít ấy, tranh luận thế này thế kia thì tôi thấy là lượng view cực kỳ tốt. Thế nhưng mà những cái nội dung mà chính xác để đi vào vấn đề kỹ thuật để làm thì ít người quan tâm. Nhưng mà thôi, đấy là cái giá phải trả thôi. Đây là tác phẩm Trường Khang Thượng Phúc của nhà vườn Thông Mơ. Bởi vì những cái cơ bản để các bạn làm được, các bạn còn không quan tâm thì làm sao mà sâu xa mà phức tạp các bạn làm được, đúng không? Làm lên một tác phẩm với cái nghệ thuật không đơn giản. Nó là tổng hòa của rất nhiều những cái cơ bản và nâng cao. Nhưng bây giờ cái cơ bản các bạn không quan tâm thì nâng cao chắc chắn nói các bạn không hiểu, không làm được. Đây là tác phẩm Kim Thân Ngọc Tử của nhà vườn Thông Mơ. Đây là nhà vườn Thông Mơ có 5 tác phẩm của hàng này với 5 tác phẩm của cái hàng bên cạnh là có 10 tác phẩm. Ví dụ nha, nhà vườn Thông Mơ này, cử một người chuyên ở đây ăn với tưới, không bên ban tổ chức không phải tưới 10 cây này. 10 cây này nhà vườn Thông Mơ không phải tưới luôn các bạn nhé. Mà các bạn biết là nhà vườn Thông Mơ tưới nhau không? Các bạn không biết đúng không? Đó. Cây già như thế này, cổ như này mà không mất tem, màu trắng sáng đẹp,
tôi ở đây từ hôm 12, tôi biết bên ý người ta làm nha. Thì đấy là cái bí quyết này ấy. Thì nếu mà giả sử như các cái nhà vườn có những cây chày chượng, những cây mà truyền thông mấy chục tỷ, mà không những biết cái cách làm như vậy thì cây không đẹp, thế thôi. Thế đấy là cái mà bí quyết. Ui, mà nói chuyện cái tác phẩm này tôi lại không đọc tên. Tên tác phẩm là Cây Xanh của Lê Hùng Tuấn. Mở quá. Đây các bạn, mở quá không đọc được. Đây, tác phẩm là Cây Si của Lê Hùng Tuấn. À, bạn Lê Hùng Tuấn. Số điện thoại là 0941 978 888. Đây là tác phẩm Si. Tác phẩm này vẫn đang phôi pha, chưa hoàn thiện. Nhưng mà lạc thịt. Đây chưa gọi tác phẩm, đây gọi là phôi dở thôi. Đây, Cây Xanh của Lê Hồng Tuấn. Số điện thoại là 0941 978 888. Quên. Cùng của bác Lê Hồng Tuấn thì không cần phải đọc lại số điện thoại. Cái này anh em Minh Bình dùng cái format này xong viết mở nhanh quá, mới được có 6-7 ngày mở nhiều. Đây là tác phẩm Kỳ Lân của Đinh Tuấn Anh. Số điện thoại là 0948 476 789. Số đuôi 6789. Nắng, phải công nhận nắng. Đây là cây trực cổ của Đinh Tuấn Anh. Cây này là cây làm theo lối cổ. Đây là tác phẩm Tiểu Cảnh, có tên là Long Ẩn Quy Đình của nhà vườn Nhật Cường. Nhà vườn Nhật Cường với Đông Anh. Long Ẩn Quy Đình. Đây là cái Si. Cào tổ. Tôi đi từ xa đấy mà không quay được hết tổng thể. Phẩm mà cây trực vai hoành có tên là Long Phụng Mừng Hỷ của Lê Hiệp. Số điện thoại là 0904 442 237. Long Phụng Mừng Hỷ. Cây này bác chủ cây bác làm cái lối làm bông tàn cũng khá hay, khá lạ. Bác ấy làm các cái đường dăm ấy, cứ duỗi ra giống như kiểu dạng cây siêu phong, nhưng mà lại duỗi đều tất cả hướng. Đây tác phẩm Bảo Ngọc Minh Châu của Chu Thế Kiên ở Văn Giang Hưng Yên, anh Kiên Chu này. Số điện thoại là 0976 098 883. Đây là cây xanh quê. Cây này nó nu đến tận đầu mút chi luôn. Đợt ở triển lãm Hải Dương tôi quay lúc này thảo lọc hết lá nhìn hay lắm. Các bạn có thể xem lại cái
cái tác phẩm này ở Hải Dương thì sẽ rõ hơn. Ở clip mà tôi quay so sánh các lối làm cây, so sánh núi bông tàn tự nhiên và tản vân. Đây, tác phẩm này là tác phẩm Xanh Năm Liền của chủ sở hữu là Nguyễn Thị Hiện, số điện thoại là 0889188668, một chủ nhân nữ nha. Vườn chị Hiện ở bên Hà Đông. Thế thì là tôi hẹn chị hôm khai mạc chị xuống để quay review, nhưng mà hôm nay chị bận thì tôi sẽ quay review vườn chị sau nhé. Đây là tác phẩm Cây Xanh Tam Bảo của chủ nhân Nguyễn Mạnh Cường. Đây, chú Cường Tháp này. Số điện thoại là 0904 486 999. Tác phẩm là Cây Xanh Tam Bảo. Trời nắng, được cơn gió cái. Giống như kiểu là mình khát mà mình được hâm nước. Sướng rơn người. Trời nắng này, xong lại ở dưới sân là nền sân là ổ nhựa áp phát rồi càng nóng. Một tác phẩm nữa của chú Cường Thóc, đây là tác phẩm là cái si, chú chưa đặt tên. Các bạn comment thử đây là si búp hồng hay si búp đỏ. Cây này già, cực kỳ già này. Thì sau triển lãm Ninh Bình và Hải Hậu, tác phẩm Xanh Cổ vẫn của có tên Trường Sơn, vẫn của chú Cường Thóc, thì tôi đang lấy dở. Là sau triển lãm Ninh Bình và Hải Hậu thì ekip chúng tôi lập tổ tư vấn kỹ thuật, và tổ tư vấn sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Thì nhiệm vụ tổ này lập ra là để hỗ trợ tư vấn và lên phương án cho các bạn hoàn thiện các cốt phôi trời trưởng lên thành các cái cây hoàn thiện có giá trị cao. Thì các bạn có cốt phôi trời trưởng thì các bạn hãy chụp ảnh rồi quay xung quanh gửi qua Zalo và qua email chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá nội bộ, nếu mà có khả năng làm lên các cái tác phẩm có giá trị cao thì chúng tôi sẽ hẹn các bạn lên trên vườn ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, sẽ ngồi làm việc trực tiếp luôn, lên phương án cho các bạn và về các bạn tự triển khai. Nếu các bạn không làm được chúng tôi sẽ hỗ trợ lại. Đây, tác phẩm Tam Đa của Đàm Văn Thềm, số điện thoại là 0912 428 875. Và chúng ta sẽ đồng hành trong suốt quá trình làm, nên các bạn yên tâm. Đây là tác phẩm cuối cùng, có tên là Thần Kim Quy, cũng là của chú Cương Thóc. Đây là tác phẩm cuối cùng của hàng này. Đây là chú Cương Thóc, tôi mang 4 tác phẩm. Tác phẩm này là có trưng bày ở dưới triển lãm Hải Dương. Triển lãm Hải Dương chú Cương Thóc chú ấy mang đúng một tác phẩm này. Đó, hay là cả một cái hàng này. Tôi quay xong cho các bạn và tôi sẽ ngắt clip đây. Đó. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.